xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuân Đỉnh Audio video buổi tối ngày hôm nay là ngày 28 tháng 1 thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục cập bến cho các bác những siêu phẩm loa rất là đẹp kể đến thì hôm nay có hai cặp cây cột của hãng Pioneer model của chúng này là dòng 77T Twin và dòng 77T Twin SD thì có hai cặp thì Xuân Đỉnh đang để lưới lại một chiếc để các bác có thể hình dung ra khi mình nắp cái phần e-căng vào thì nó sẽ giống như nào đấy thì giờ sẽ bóc cái phần căng nha để các bác có thể nhìn thấy rõ tuyến loa bên này là cặp uh, 77 bảy win hai cặp này thì cấu hình loa nó giống nhau nó chỉ khác là nó đời trước đời sau cặp 77 bảy này thì ra đời trước còn là cặp 77 bảy win sd này thì ra đời sau còn là cấu hình kích thước thì nó giống nhau 100 phần trăm nó chỉ khác biệt một chút xíu về cái phần uh, loa tép thôi đấy. hai cặp loa cây cột pioneer ở phía đằng sau thì có một cặp loa Mỹ siêu đẹp Đó là dòng Sequin Vega AT12 Mấy năm nay thì Xuân Đình mới về được một cặp AT12 đẹp long lanh như thế này để phục vụ cho các bác chơi Tết Những dòng loa ở đây thì đều nghe nhạc và hát karaoke gia đình rất là tuyệt vời Bên cạnh đó thì Xuân Đình lại về thêm cho các bác một chiếc âm ly sân xui Dòng này là dòng sân xui bảy x đầy cát hồi gỗ chỉ vàng Một chiếc âm ly có cái mặt tiền nó đẹp gần như là mới tinh Rất là xuất sắc nha thì đây là bốn sản phẩm sẽ quay chi tiết trong video buổi tối ngày hôm nay. Thì cũng mong các bác bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng và lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp thì alo trực tiếp với đỉnh Bây giờ thì Xuân đỉnh sẽ quay chi tiết cũng như báo giá công khai để phục vụ cho các bác. Ở những cái dòng loa cây cột của Pioneer, những dòng S77, những dòng T-Win ở đây thì các bác nếu như mà ghép hay mà đánh căng thì các bác ghép cho Xuân đỉnh vào những dòng sơn xui như những dòng 6 x 7 hoặc 6 7, xr màu vàng chanh hoặc những dòng 67 d 7 L, X, cha. Đấy, còn nếu như các bác chơi cao cấp hơn thì có thể chơi sang 7 nếu 7 hoặc là 9 nếu 7 Vì những dòng này thì nó cần những chiếc omni công suất lớn thì đánh tiếng nó mới căng được Hoặc các bác ghép vào những dòng omni karaoke để đánh những dòng loa à, 77 twin win này rất là tuyệt vời Đấy. Cặp uh, 77, uh, đây là cặp uh, S77 T-Win nó, Thì nó sẽ có cái tem đồng này S77 twin win Đấy. Loa thì sử dụng cấu hình là 2 bát 18 củ kiềng sưng đúc 500 kép gân vải màng giấy một tép đô mở chính giữa đây là hai bát thật luôn loa này thì tổng quan kích thước thì nó có chiều cao là đạt là 96 chiều ngang 27 và chiều sâu của loa thì nó đạt là 38 và loa này thì nó rất là nặng thiết kế thùng vỏ vỏ gỗ đẹp chiều cao đạt là 96 rồi thì các bác an tâm rằng là Tầm này các bác mà kê ở những trên phòng khách thì nhìn loa nó rất là sang trọng Nghe hát karaoke rất là tốt Đấy. Cặp bên này thì nó dòng S77 Tewin SD Tức là dòng này dòng Tewin SD thì nó là đời sau của dòng Tewin Thì nó sẽ cải biên đi là nó sẽ không còn cái tem đồng nữa Dòng này SD Đấy. Và cái loa tép ở đây thì nó sẽ tụt vào trong và nó có cái họng kèn ở bên ngoài Còn nó đều là sử dụng là tép đôm hết Đấy và cái bát thì nó sẽ có một cái điểm nhấn là rốn cái bát thì nó sẽ có một cái dấu chấm trang trí màu vàng nhạt vẫn cấu hình là hai bát thật là 18 gân vải màng giấy 5 chân kép hai tầng củ bọc chúng kép hai tầng củ kiềng đúc Đấy. kích thước cũng giống nhau thì cũng có chiều cao 96 chiều ngang 27 và chiều sâu là 38 và loa thì đều đánh theo dạng biway quay hai cầu và rất là nặng thì đây là phía đằng sau từng cặp một đây là cặp 77 77 SD nsd đều sử dụng là hai lỗ thông hơi Đấy. và có thể nhìn rõ được cả cái loa bát ở bên trong luôn ở à, đây là cái dòng đánh cầu bi 2 hai cầu tức là các bác đấu thông từ trên xuống dưới Đấy. đánh cầu trên là lo tép và đánh cầu dưới là lo bát dòng sd 6 ôm công suất là 150 w còn bên này thì nó là dòng uh, trơn thì nó còn S77 Twin ấy. Đấy. thì cũng sử dụng 2 cầu hai cầu và cũng có hệ thống lỗ thông hơi phía đằng sau. Ở đây thì xuất hình sẽ quay luôn về cái 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 công suất thì nó cũng vậy nha. Hai cặp này thì công suất nó cũng giống nhau, đều có trở kháng là 6 ohm, công suất là 100W. Nhưng hai cặp này thì nó có cái giá tiền nó sẽ hơi nhỉnh nhau một chút. Thì xuất hình cũng báo giá luôn cho các bác. Hình thức thì rất là đẹp rồi. Cặp Twin 77SD Đấy, cặp này thì có mức giá là 9,2 triệu. 2. Còn cặp uh, S77 Twin tức là dòng này là dòng trơn. Đấy con này cặp này là cặp trơn và cặp này là cặp uh, SD này. Thì cặp trơn này thì có mức giá là 8,8 triệu. 8. Loa là còn đầy đủ hết căng cước và tất cả các cái tuyến loa ở đây thì còn nguyên zin từ gân đến màng. Vì ở đây những dòng này thì nó sử dụng là gân của nó là gân vải màng giấy nó rất là bền. Và ở những dòng Twin này thì các bác sẽ chơi rất tốt phòng 30 40 m vuông hình thức của những dòng loa này thì uh, cao to nên nhìn loa nó rất là sang trọng đấy các bác cứ ghép xuất đỉnh vào những uh, dòng loa đi công suất lớn hoặc là hiện tại xuất đỉnh cũng đang có những cái bộ kéo đẩy của pioneer công suất trên 200 w ấy, đánh những cái cặp loa cây cột này cũng rất là đẳng cấp hình thức đẹp mà nó mang tính chất là đồng bộ đây là hai cặp T-Win các bác nhá pioneer s 77 Twin mức giá tiền là 8 triệu 8, 8 còn uh, pioneer s 77 Twin sd đấy, đời cao hơn một chút thì giá là 9 triệu 2 thì đây xuân đỉnh đọc và báo giá cho các bác và loa đây còn rất là đẹp ở phía đằng sau này thì ở đây là cặp Swing uh, Vega AT12 đây là những cái dòng loa huyền thoại cặp này thì luôn sử dụng là bát 30 của kiềng xương đúc gân của nó gân mút màng giấy gân mút màng giấy và cặp này về cho tình trạng là nó rất mới từ những cái tuyến loa cho đến góc cạnh thùng một chung 12 và một tép đô hai tinh chỉnh chung tép đời này thì có cả tinh chỉnh luôn cặp này thì uh, cái uh, thùng của nó thì màu gỗ còn rất là đẹp rất đẹp luôn thùng rất là cao to chiều cao của loa đạt là 77 chiều ngang 42 và chiều sâu của nó là 33 căng cước mà đẹp lên keng hết rồi Đấy, góc cạnh thùng cặp này rất dễ phối ghép lỗ thông hơi phía đằng sau Đấy, các bác thấy rõ một cái cặp loa nó xuất sắc đẹp keng luôn góc cạnh rất là sắc nét Xong này thì không phải là lúc nào cũng gặp Và đây thì xuất đỉnh là mấy năm nay thì mới về được có một cặp Tewin AT12 này để phục vụ cho các bác Và loa trong tình trạng quá xuất sắc rồi Cặp này thì các bác là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke Đấy, mà bác nào mà ưa, ưa những nghe bản nhạc G-Max, bát lực Thì những dòng sọc Mega này sẽ đáp ứng cho các bác rất là tốt Ở những dòng loa này thì lại độ nhạy rất là cao cho nên nó không kén về âm ly ở đây thì hôm nay là xuất đỉnh về chiếc âm ly sân xui khủng thì tăng kèm Còn nếu như bình thường ở những cái dòng sạc viên Vega này các bác cứ chơi những chiếc âm ly kể cả âm ly đài như sân xui 2000X Hoặc là 5000X đánh những dòng này cũng rất tuyệt vời Đấy, Dòng này lại rất dễ phối ghép Hoặc ngoài ra thì các bác cứ ghép vào những dòng âm ly sân xui thông thường như 6N7, 7N7 Hoặc là những dòng PN7800, 7800 bằng đôi Đánh những dòng này rất là hay đấy, Độ nhạy cao, không kén về âm ly Bát 30 gân của nó là gân uh, mút đỏ màng đấy là màng giấy một chung 12 và một tép đôm đấy, loa hai tinh chỉnh trung tép và đã test đầu hoạt động rất là tốt cặp này thì uh, xuất đỉnh đang bán mức giá là 16 triệu 500 duy nhất chỉ có một cặp và hiện tại thì uh, năm nay uh, giá loa cũng rất là rẻ tất cả những dòng loa Nhật loa Mỹ đều rất là mềm mại ở những cặp này thì nó chỉ tương đương với một cái cặp mà PNS ba năm mã nhưng chất âm của những dòng này thì nó sẽ khác biệt rất là nhiều Và loa Mỹ này thì nó đặc trưng hơn Giải trầm rất là tốt, trung tép thì sáng và đánh rất là lực tiếng Đấy. Bác nào đang cần những cặp uh, loa Mỹ trưng bày đẹp, nghe hay thì cứ alo số địch Xeo Vega AT12 mức giá là 16 triệu 500 Một cặp loa xuất sắc và cuối cùng trong video ngày hôm nay thì uh, xuất đỉnh nên cho các bác là chiếc âm ly à, xui đời 907X để cắt đây là đời chót rồi toàn bộ những cái phần chiết áp này nó còn rất là trơn tru rất là êm luôn đấy. đời này thì là đời cao nhất của dòng sân xui xt nhé có 6 này 7 7 này 7 và 9 7 vẫn dòng này thì có hồi gỗ chỉ vàng máy thì nặng là hơn 20 kg và này thì nó máy nó chạy là 8 sò saken 2 vít đấy sò sa ken 2 vít này là dòng sò to nhé nó gấp đôi so với những dòng sò nhỏ cho nên là nó tương đương như 16 sò ở những chiếc âm đi đời đầu 9 này 7 khác Đấy. À, 8 trò so scan hai vít 4 tụ lập nguồn toàn là những dòng khủng toàn 10.000 mi Đấy. và một nguồn to vật mã máy nặng là hơn 20 kg duy nhất chỉ có một chiếc ở đây và về trong tình trạng là máy gần như là mới kính con các cái đường tín hiệu đầu vào này. Đấy. số seri của máy ở đây là 2678 Đấy. điện 100V công suất là 370W đây là cầu loa Đấy. Ở những cái đời này thì các bác lưu ý kỹ là đấu dây loa thì đấu để kỹ đừng để nó chạm cái dây loa nó vào cái những cái sắt ở đây rất dễ bị chập và rất dễ bị nằm hỏng âm ly và chiếc âm ly này thì về trong tình trạng là nguyên zin tuyệt đối mặt tiền của chiếc âm ly là không có vết xước từ cái hình thức bên ngoài cho đến máy móc bên trong là cái đảm bảo của bác là nguyên zin mức giá tiền cho chiếc âm ly là 13 triệu 500 Đấy, nó chỉ tương đương với dòng 7 này 7 x đầy nhưng dòng này thì công suất nó khỏe hơn 370W Sơn xui 9 là 7 x đầy hồi gỗ chỉ vàng là một trong những dòng ấm rất là sang trọng Bên này là các cái đường vào này. Còn đây là chỉnh bát tép có tần số bát tép luôn này. Bát vậy Tiền to này đèn sáng thì bát tép nó có tác dụng size bề ngang của nó là size 47 ở đây thì hiệu ứng trên cái điện thoại thì nó sẽ không được đẹp so với thực tế Còn nếu như bác nào mà gần cửa hàng Xuân đỉnh thì các bác cứ đến trực tiếp vị trí cửa hàng Để các bác xem test với những sản phẩm mà mình đã lựa chọn Đấy, Sân Su 97X Decat mức giá 13 triệu 500 Video ngày hôm nay thì Xuân Đình đã giới thiệu chi tiết cho các bác về 4 sản phẩm Cảm ơn các bác đã mất chút thời gian theo dõi video cửa hàng Và các bác có nhu cầu thì cứ alo Xuân Đình Xin kính chào và gặp lại trong những video tiếp theo